Điểm danh 5 xe thiết giáp hàng đầu của quân đội Nga. Những chiếc xe này có thể leo dốc 90 độ và có khả năng nổi trên mặt nước ngay cả khi chở quân nhân vũ trang hạng nặng trên xe. Tiger, phương tiện này được chế tạo để phục vụ tuần tra và trinh sát, cũng như yểm trợ hỏa lực cho lính bộ binh. Xe Tiger có thể chở tối đa 10 lính được trang bị đầy đủ cùng một lúc, cũng như chở hàng hóa trên địa hình mà ô tô thông thường không thể đi lại. Dù được chế tạo đặc biệt cho mục đích quân sự, nhưng cũng có một số xe Tiger được chỉnh sửa cho mục đích dân sự. Nói một cách đơn giản, những chiếc xe phiên bản không súng có thể lắp ráp riêng cho giới nhà giàu muốn có xe kiểu quân đội trong gara. Có tới 20 biến thể xe Tiger. Loại xe này có thể bơi qua các hào nước sâu 1m, đạt tốc độ lên đến 140 km/h với 700kg thiết giáp trên xe, thậm chí có cả những biến thể Tiger có khả năng chịu được một vụ nổ mình. Hiện tại, xe Tiger đang ở trong quá trình sửa đổi Mục tiêu là tạo ra một cấu trúc mới về cơ bản dựa trên khung gầm hiện có, vốn đã chứng minh được hiệu quả trong chiến dịch quân sự của Nga ở Syria. VITAZ2 chiếc xe tải ẩn chứa bí mật. Quân đội Nga cũng có phương tiện VITAZ2, một chiếc xe tải có mô đun bọc thép ẩn bên dưới lớp vỏ bằng bạc, hai chiếc xe tải ẩn chứa bí mật theo cách gọi của lính Nga. Điểm đặc biệt của VITAZ2 là vẻ ngoài lừa bịp, nhìn từ bên ngoài VITIAZ2 trông giống như một chiếc URAL 4320 tiêu chuẩn, nhưng bên trong lại có một khoang bọc thép có khả năng chở tới 16 binh sĩ. Khoang này có thể chịu được hầu hết các loại đạn của súng trường tấn công thông thường 5,45 x 39mm và 7,62 x 39mm trực tiếp từ khoảng cách gần. Cabin của lái xe thậm chí còn được bảo vệ tốt hơn nhiều có khả năng bảo vệ người lái trước hỏa lực của súng trường bắn tỉa cỡ nòng 7,62 x 54mm. Cả hai mô đun của lái xe và binh lính đều có những khe nhỏ để bắn kẻ địch. Ngoài ra, vit 2 có thể chịu được một vụ nổ minh hoặc một thiết bị nổ cải tiến với khoảng 2kg TNT. Phương tiện này được phát triển dựa trên dòng URO. Động cơ của xe bọc thép vit 2 có công suất 285 mã lực và hộp số chính cấp giúp xe có tốc độ tối đa lên tới 90 km trên giờ. Xe có thể hoạt động tới 1.000 km với một thùng xăng. Quái vật Taun Loại xe này được chế tạo để vận chuyển quân nhân qua mọi loại địa hình trong mọi điều kiện thời tiết, từ âm 50 đến cộng 40 độ C. Bên cạnh việc vận chuyển binh lính, xe có thể chở tối 10 mười binh sĩ. Taun có thể được sử dụng để chở pháo phòng không tự hành, bệ phóng thiết bay không người lái và các thiết bị khác. Tất cả các xe lớp Taun đều dựa trên khung ngầm Kamaz. Quái vật 15 tấn Tai Un có thể di chuyển trên tuyết và cồn cát, cũng như băng qua các chướng ngại vật trên mặt nước. Xe Tai Un sở hữu lớp giáp tiên tiến nhất trên thị trường, chịu được đạn xuyên giáp 14,5mm. Do những đặc điểm này, Tai Un có thể trở thành một tiền đồn di động, bảo vệ các đơn vị trên đường hành quân. Nhờ các camera được đặt xung quanh xe, lính bên trong có thể quan sát mọi thứ diễn ra xung quanh mà không cần ra ngoài. Tai Un có các phiên bản 2, 3 hoặc 4 trục cho các đơn vị lính dù, cũng như cho các đơn vị bộ binh, Vodnik, trong tiếng Nga, Vodnik hoặc G AZ 3937, có nghĩa là có khả năng bơi trong nước và có thể vượt qua các chướng ngại vật dưới nước, nhờ khung thân được thiết kế đặc biệt. Mẫu xe này là sự cải tiến đặc biệt của xe bọc thép hạng nhẹ BTR-80 nổi tiếng trong quân đội Nga. Vodnik về cơ bản là những cỗ máy đa mục đích, kết hợp giữa phương tiện chạy mọi địa hình và phương tiện cơ động. Sputnik có thể di chuyển 1.000 km với một thùng nhiên liệu và được sử dụng trong quân đội để vận chuyển quân nhân, hàng hóa và thiết bị. Xe bọc thép Vistro, đây cũng là một phương tiện dựa trên khung gầm Kamak, nhưng chủ yếu được chế tạo cho các sĩ quan chỉ huy, cũng như các nhân viên y tế hoạt động ngoài mặt trận. Vistro có lớp giáp giống như xe Taun, có thể chịu được đạn xuyên giáp 14,5mm và có khả năng sống sót khi cán qua mình trong vùng chiến sự. Tuy nhiên, không có quá nhiều loại xe này trong quân đội Nga. Hiện tại, có khoảng 100 xe lớp Vistro thuộc biên chế của Bộ Quốc phòng. Vistro có thể vượt chướng ngại vật như xe tăng T-80, loại xe này đã được thử nghiệm ở các vùng núi, cũng như trên các cao nguyên cao tới 4,5 km. Chúng hoạt động rất tốt trong điều kiện nhiệt độ từ âm 45 đến 50 độ C. Xe cũng chịu được độ ẩm cao lên đến 98% và tốc độ gió lên đến 30 m mỗi giây. Cũng cần phải nói rằng, độ bền và độ tin cậy là trọng tâm chính trong tất cả các hoạt động sản xuất quân sự của liên xô nga kể từ sau thế chiến II. chiến tranh đã tạo ra các tiêu chuẩn mới cho các nhà sản xuất vũ khí và máy móc bởi các thiết bị quân sự thời đại mới phải chứng tỏ khả năng hoạt động trong những điều kiện khác nghiệt nhất bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé